Alo, xin chào các bạn. Xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Hôm nay mặc dầu là trời nắng ấm đẹp nhưng mà cũng hơi lạnh, cho nên mình ra ngoài hồ bơi ngồi trò chuyện tâm sự với các bạn một chút, mới đi mua cà phê về nè. Cái vấn đề là như vậy các bạn. Cái cô bé mà cổ hay trả lời comment và cổ coi video giúp cho mình đó, thì cô có nói với mình là cô ơi, cô hãy vào xem một cái video này và con nghĩ là cô cũng cần phải làm ra một cái video để nói về cái vấn đề này. Thì mình vô mình xem các bạn, video của cái người bạn này dài 3 phút 25 giây. Thì khi mình xem xong là mình viết lời bình luận liền cho anh ta. Lý do là tại sao mà mình biết được cái kênh của anh ta là tại vì anh ấy vô coi video của mình và để lại lời bình luận. Thì thật sự một lời bình luận cũng rất là tuyệt vời. Cho nên mình follow anh ấy để xem lại kênh YouTube của anh ấy. Thì mình thấy là trong video của anh ấy đó, chỉ có một video duy nhất mà ảnh chưa có một subscriber nào hết. Và mình nghĩ chắc ảnh bức xúc cho nên là ảnh mới làm ra một cái video như vậy. Cho nên là mình xem 3 phút 25 giây. Thì mình xem video của ảnh, những gì ảnh nói. Khi mình xem hết video rồi, mình mới viết cho ảnh mấy câu. Và anh ơi, mình thật sự là không biết tên của anh. Anh chỉ viết vắn tắt hai cái chữ thôi. Nếu như mình chữ hai chữ C thì đọc là CC, thì nói chung là cũng nhiều người cũng dễ nhớ. Còn của anh hai cái chữ, cho nên là thật sự cũng không biết đọc sao nữa mà giờ quên rồi. Bây giờ muốn tìm lại anh đó là phải vô lại Facebook thì mới tìm ra anh. Nhưng mà thôi, chỉ có 3 phút 25 giây cho nên mình đã nghe và đã nhớ. Thì ý của ảnh là như vậy nè. Ảnh nói anh Tony lên trên mạng cứ lớn tiếng nói là trả tiền cho anh Hiếu, nhưng mà có trả đâu mà nói. Giờ này, phút này, ngày này là bao nhiêu ngày rồi mà có thấy trả tiền đâu. Thì mình nghĩ như vậy nè các bạn, và mình xin gửi đến anh. Mình nghĩ anh chắc có thể là chưa nghe hết video của anh Tony, cho nên là anh mới nói như vậy thôi. Thật ra mình biết là anh không có ở Việt Nam đó, anh ở nước ngoài, nhưng mà không biết là phải ở Mỹ hay nước nào thì mình cũng biết. Nhưng mà anh cũng biết, nói theo bên Mỹ, nói có sách, mách phải có chứng. Nếu anh Hiếu, ảnh có làm từ thiện ở Thiền Am bên bờ vũ trụ, nhưng bây giờ ảnh lại không yêu Thiền Am bên bờ vũ trụ nữa, ảnh tiếc cái số tiền đó, cho nên ảnh, chính ảnh là người làm ra video, chính anh Hiếu là người làm ra video và tiếc rẻ cái số tiền cho không đúng chỗ. Cho nên cộng đồng mạng họ mới bức xúc, họ quyên góp để trả lại cho anh Hiếu. Thì tất cả mọi người muốn nhờ anh Tony là tại sao? Vì kênh của anh Tony bây giờ là một kênh rất lớn mạnh, và anh Tony là một người dám nói và dám làm. Cho nên mọi người góp ý với anh Tony rằng họ sẽ quyên góp và nhờ anh Tony là người đại diện để trả lại cho anh Hiếu. Nhưng muốn trả lại số tiền đó cho anh Hiếu phải biết. Cái này không cần nói, anh Hiếu cũng phải biết, vì anh là người sống bên Mỹ. Anh phải có giấy tờ chứng minh là anh nếu muốn nhận được lại số tiền đó. Thì anh Hiếu cần phải có cái receipt từ chỗ gửi tiền về cho Thiền Am bên bờ vũ trụ. Còn không thì anh gửi về cho người nhà anh, rồi anh gọi người nhà anh mang tới. Thì người nhà anh khi mang tới Thiền Am bên bờ vũ trụ thì chắc chắn một điều, Thiền Am bên bờ vũ trụ phải ghi tên của anh hoặc là gia đình anh. Thì bây giờ việc đầu tiên anh Hiếu cần làm, gọi cho Thiền Am bên bờ vũ trụ và nói họ cho cái receipt.
nếu anh xin cái gì, anh nhờ họ cái gì, họ không làm, nhưng mà cái receipt anh cho tiền thì chắc chắn là họ sẽ đưa cho anh cái receipt đó. Khi anh cầm được cái receipt đó rồi, anh chỉ cần chụp hình gửi cho anh Tony thôi. Thì anh Tony ảnh phải đưa cho cộng đồng mạng những người đã lên tiếng là quyên góp, tại đâu phải tiền của anh Tony đâu. Anh Tony ảnh phải danh chính ngôn thuận và cho mọi người xem đây là cái receipt anh Hiếu đã gửi tặng cho Thiền Am, nhưng bây giờ ảnh tiếc rẻ cho nên cộng đồng mạng mới muốn quyên góp để trả lại cho ảnh. Mình nghĩ là anh chắc chưa có coi những cái video này của anh Tony, cho nên anh nói như vậy. Anh nên vào xem. Và nếu có xem rồi thì chắc anh xem chưa kỹ, cho nên anh cần phải xem kỹ lại hơn. Đó là những cái mình biết theo ở bên Mỹ. Với bên Mỹ bất kỳ cái gì cũng vậy các bạn. Khi nó đã lên tiền chục rồi, 50 đô, 20 đô là bạn phải viết check. Lý do tại sao phải viết check? Vì viết check nó có cái bằng chứng UNCAT ở trong nhà băng. Đó là cái lý do bên Mỹ người ta xài check, không có ai xài tiền mặt cả. Mà mình cũng dám khẳng định một điều với anh, không bao giờ anh Tony cầm 500 đô tiền mặt để đưa cho anh. Vì ai ở Mỹ cũng phải biết luật Mỹ. Đó, thành ra đó là cái lý do mình nghĩ anh nghĩ sai cho anh Tony. Lý do tới giờ phút này, tới ngày hôm nay vẫn chưa đưa cho anh Hiếu tiền là tại vì anh Hiếu chưa có đưa receipt cho anh Tony. Thì làm sao anh Tony anh có được cái receipt đó để anh đưa cho cộng đồng mạng biết? Anh không làm điều đó thì cộng đồng mạng ngày hôm nay thì người ta còn yêu quý ảnh, tới một ngày khác thì người ta sẽ đồng loạt lên tiếng nói rằng là anh Tony ảnh lấy số tiền của cộng đồng mạng sao. Thành ra nói có sách, mách có chứng. Anh chỉ cần làm một việc duy nhất là đưa cái receipt cho anh Tony. Khi anh Tony anh nhận được cái receipt của anh rồi, thì lúc đó anh sẽ phải đưa cái account nhà băng của anh. Thì trong vòng một nốt nhạc, anh Tony anh sẽ chuyển tiền, anh transfer tiền từ nhà băng của anh qua nhà băng của anh liền ngay tức thì, theo như lời anh nói. Thì khi anh Tony anh thấy cộng đồng mạng yêu cầu như vậy, thì anh muốn biết cái số tiền anh Hiếu làm từ thiện là bao nhiêu. Thì tính ra có khoảng 10 triệu thôi. Thì anh Tony anh nói thôi được rồi, để anh tặng luôn thành 500 đô. Chứ không phải tự nhiên anh Tony anh làm ra một cái video, anh hứng lên anh nói tôi sẽ là người trả cho ông 500 đô. Không có. Thành ra bạn mình ơi, bạn cần phải xem lại video. Đó là những gì mình biết được trong những video mà anh Tony anh đăng lên. Đó. Và còn một điều nữa, anh Hiếu ảnh không đưa những cái bằng chứng đó cho anh Tony. Đến ngày hôm nay anh Tony vẫn không có. Nhưng chính anh Hiếu lại là người làm ra video và nói anh Tony là không đưa tiền cho ảnh. Thành ra mình không biết là anh nghe, anh coi như thế nào, anh suy nghĩ như thế nào. Nhưng bây giờ mình nghe lại từ video của anh, thành ra mình nghĩ rằng là anh nói oan cho anh Tony rồi. Vì đối với mình ở Mỹ cũng rất lâu rồi. Mình thấy ở bên Mỹ, gia đình nào họ lo việc của người đó. Họ ít có san sẻ những chuyện ngoài lề lắm. Đó là lý do người ta thường than, người ta thường trách rằng là người ở bên Mỹ vô tâm. Nhưng không vô tâm các bạn, họ rất có tâm, nhưng họ không có thời gian dành cho các bạn. Thời gian của họ dành cho gia đình. Chỉ có những người họ già rồi, họ về hưu rồi, thì họ cũng có cuộc sống riêng tư của họ. Họ cũng đi nơi này, nơi nọ, nơi kia, họ chơi. Họ gặp được người nào thì họ san sẻ với người đó thôi. Chứ ở bên Mỹ họ không có mỗi một ngày mà vô Facebook, vô YouTube để tào lao hết chuyện này, tới chuyện kia, tới chuyện nọ. Họ không có thời gian. Thời gian là tiền bạc. Thành ra bên Mỹ thì thật sự là đừng có trách người ta vô tâm. Người ta rất có tâm. Nhưng đặc biệt một anh Tony này và chị Thiên Đường Kali và còn vài người bạn nữa, ok, họ ở bên Mỹ đó, họ vẫn đi làm việc. Nhưng
vì cái nỗi bức xúc họ chịu không được. Họ là người dám nói lên sự thật, họ dám ăn, dám nói, dám làm. Họ nói lên cái tiếng nói từ trong con tim của họ. Họ chửi được, họ nói nặng được, họ nói nhẹ được. Như đối với bản thân mình thì mình không làm được những chuyện ấy. Cho nên đó là lý do mình chỉ vào những cái kênh ấy để mình chia sẻ, mình xem để mình hiểu biết. Thành ra mình nghĩ những lời mình nói với anh, mình gửi tới anh, nếu có chạm tự ái anh hoặc là có một điều gì đó không đúng thì mình thành thật xin lỗi anh. Thực sự không có biết anh tên gì cho nên không có gọi tên anh được. Nhưng mà thôi, nói như vậy cũng biết rồi, là tại vì mình cho anh biết là mình vừa xem xong video của anh. Cho nên là bà con xa không bằng láng giềng gần. Mình đã được ở chung một đất nước với nhau, mặc dầu là khác tiểu bang, thì hãy lấy cái sự thương yêu mà mang đến những lời tốt đẹp cho hết tất cả mọi người. Đó là một cái tình cảm rất chân quý, ai cũng nhìn thấy được, dù họ hiện tại có làm trái thì thời gian rất ngắn thôi các bạn, họ cũng sẽ nhìn thấy được chân lý là ở đâu. Anh nghĩ sai về anh Tony. Thành ra video này, anh Tony ơi, mình nghĩ chắc mình cũng nhỏ hơn anh vài tuổi đó, hoặc là bằng tuổi đi. Thôi, anh là đàn ông thì cứ gọi anh là anh đi ha. Thì anh Tony, anh cần phải vô trong Facebook của mình để anh nghe được những lời anh này nói. Và em nghĩ rằng anh cũng cần phải làm một video, không những một mình ảnh mà biết đâu sẽ có nhiều người nữa suy nghĩ như ảnh. Thành ra là anh nên nói cho mọi người biết, mọi người hiểu. Chứ anh cũng đừng có giận vì kênh của họ nhỏ quá mà họ nói như vậy. Thành ra thôi, cần gì phải trả lời họ. Em khuyên anh nên làm một cái video chia sẻ với mọi người để cho họ hiểu hơn. Vì vàng thật không sợ lửa anh ạ. À, thì bây giờ anh chỉ cần anh Hiếu gửi receipt cho anh. Sau đó khi cộng đồng mạng thấy được receipt rồi thì cộng đồng mạng mới quyên góp đưa tiền cho anh. Và lúc đó anh mới gửi lại cho anh Hiếu. Thì anh cứ làm đúng như vậy đi. Anh không cần phải bỏ tiền túi anh ra. Tại sao anh cần phải làm như vậy? Đây là sự đóng góp, ý kiến của cộng đồng, thì hãy để cho cộng đồng mạng được thỏa mãn với nhau. Cùng lắm thì anh chỉ nên cho số tiền lẻ giống như anh nói, để cho nó chẳng tròn với con số là 500 đô thôi. Đây là những gì mình muốn chia sẻ với tất cả các cô chú, các anh chị, các bạn. Vì mình không muốn ai hiểu lầm anh Tony, vì một người như anh Tony và chị Thiên Đường Kali dám ăn, dám nói như vậy, thật sự bên Mỹ là chuyện hiếm có, chứ không phải là dễ kiếm được những người như vậy đâu các bạn nha. Rất là hiếm luôn đó. Mà nhất là trong cái vấn đề nhạy cảm về thiền am bên bờ vũ trụ như vậy. Bây giờ thì mình mở cho các bạn nghe về những gì anh ấy gửi đến anh Tony các bạn nhé. Xin chào các ông, các bà, các cô, các chú, các bác, các chị và các em. Hôm nay á, mình làm cái video clip này á, là mình muốn gửi tới Tony Phạm. Tại vì mình thấy Tony Phạm á, làm clip á, đòi trả tiền cho anh Hiếu, nhưng mà sau mấy ngày rồi thì tiền thì không thấy, mà lên trên làm clip khác rồi nói người ta đòi tiền, tự mình muốn trả tiền cho anh Hiếu, tiền thì anh Hiếu chưa có nhận được, mà tự mình làm một cái video khác lên nói là anh Hiếu làm tiền từ cho tiền từ thiện, bây giờ muốn đòi lại. Mình cảm thấy bạn này nói chuyện hơi ngang ngược, nói chuyện không có uy tín. Nếu mà không trả nổi á, thì đừng có lên làm clip mà nói cho hay, nói cho đã miệng, to mồm mà không có làm được.
lớn rồi, người lớn đâu phải con nít đâu mà nói chuyện không có giữ lời. Như vậy là xấu lắm. Tôi mong anh là nói là phải giữ lời, chứ đừng có lên mà nói tầm phàm tầm phét gì mà không có giữ lời vậy mà lên nói chuyện làm cái gì chứ. Làm YouTube muốn kiếm tiền nhưng mà đừng có gài người ta. Anh Hiếu không không có bao giờ đòi đòi cái tiền từ thiện mà gửi cho Thiền Am bên bờ vũ trụ hết á. Tự anh lên anh làm cái video clip anh nói anh muốn trả tiền, cộng ra cái gì mấy người bên phe Thiền Am bên bờ vũ trụ muốn trả tiền lại cho anh Hiếu. Mà tính chừng người ta nói người ta nhận tiền á thì không thấy trả tiền, rồi lại lên làm clip nói là cho tiền từ thiện rồi tại sao đòi lại, sao mà nói ngang quá vậy. Mình là người lớn rồi, nói chuyện là phải giữ lời, nếu mà làm không được thì đừng có lên nói cho hay làm cái gì chứ. Anh làm video clip anh nói chuyện biết bao nhiêu người xem, anh nói ngang nói ngược vậy chả có giống ai hết. Mà mốt anh có làm á, cái gì mà làm được á thì mới nói, làm không được thì đừng có nói. Ăn bậy thì được chứ đừng có nói bậy. Vậy nha. Hai mươi ba phút 25 giây để gửi đến anh Tony và nói anh Tony ăn bậy chứ đừng có nói bậy. Thì các bạn nghĩ như thế nào? Anh Tony, em mong rằng anh hãy làm lại một cái clip chia sẻ với cộng đồng mạng và chia sẻ với anh bạn này để cho tránh sự hiểu lầm anh nhé. Vì bây giờ anh Hiếu là người không đưa receipt cho anh, không đưa receipt cho cộng đồng mạng biết thì làm sao anh ấy có được số tiền đó, và anh ấy không đưa account ra cho anh thì làm sao anh có thể bỏ tiền vào được. Chỉ cần hai câu đó thôi mình xin gửi đến anh bạn này nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye.